Đó, cái nốt này song thân đánh một lần. Nè, cho cái này nó cong lại và khi mình nhấn, mình sẽ nhấn những cái đầu ngón này. Đô đô rê rê, xong. Tiếp tục. Đô đô rê rê mi mi. Tôi cũng rất ngưỡng mộ Hải Phượng. Hải Phượng là người phụ nữ phải nói rằng rất đặc biệt. Và đây là một phụ nữ điển hình trong cái cuộc sống mới, hội đủ tất cả những cái yếu tố của một người phụ nữ thành công. Cô vẫn luôn là một trong những gương mặt đại diện cho cây đàn tranh ở trong nước cũng như là ở ngoài nước. Phượng vẫn nhớ hoài khi mà thầy Phượng, giáo sư tiến sĩ Trương Văn Khê còn sống, thì thầy luôn nói rằng là mỗi người sẽ có cách thể hiện lòng yêu nước của mình. Yêu nước á, không phải lúc nào cũng là cầm súng hoặc là đấu tranh. Mình có thể yêu nước bằng cách là mình truyền bá văn hóa Việt Nam. Và đó là cái con đường của thầy. Và rõ ràng là khi mà chúng ta không có một cái nền văn hóa, chúng ta không giữ được cái bản sắc văn hóa, mình cảm giác giống như là mình đã đánh mất chính mình. Khi Phượng qua Pháp theo lời mời của tổ chức Mandapa thì Phượng cùng với thầy đã diễn được 21 buổi ở trên đất Pháp. Chủ của hãng dĩa Okora thì đã mời hai thầy trò thâu đĩa, và cái đĩa đó đàn tranh xưa và nay đã được hai giải thưởng, một giải thưởng của các nhà phê bình Đức và một giải thưởng của báo Le Monde Pháp. Trên mỗi cái đĩa khi mà bán thì sẽ được gắn một cái chữ là sốc, là cái đĩa đó được giải thưởng thôi, đó là một cái niềm vui rất là lớn đối với lại Hải Phượng với lại thầy. Cái âm nhạc truyền thống Việt Nam được đi khắp năm châu để giới thiệu thì không thể phủ nhận được cái công của Hải Phượng. Tôi nghĩ đây là một cái nhịp cầu rất là quan trọng để mà giới thiệu cái văn hóa người Việt cũng như là để cho thế giới họ biết đến Việt Nam qua cái đàn tranh. Tôi nghĩ bạn cũng có thể là một người cố vấn rất giỏi trong cái vấn đề mà hỗ trợ cho những người cầm cân nảy mực để mà khôi phục lại cái vấn đề âm nhạc truyền thống của đất nước. Phượng nghĩ rằng là khả năng của mình là âm nhạc dân tộc, và như vậy thì cái cách mình thể hiện lòng yêu nước là mình sẽ tìm cách để lan truyền những cái giá trị văn hóa của âm nhạc dân tộc Việt Nam nói chung, đàn tranh nói riêng, ra cho tất cả mọi người, kể cả người Việt Nam lẫn bạn bè ở thế giới. Âm nhạc dân tộc là bản sắc của mỗi nước, cho nên là nó sẽ không có chữ hay, cũng không có chữ dở. Nó chỉ là phù hợp với tình cảm, quan niệm thẩm mỹ của mỗi dân tộc thôi. Khi mà mình biểu diễn á, thì mình rất là thích được biểu diễn chung với lại các nước, bởi vì qua cái âm nhạc á, mình có thể nhận xét được tính cách, đánh giá được cái quan điểm thẩm mỹ của mỗi dân tộc, và có thể làm giàu thêm cho cái việc bảo vệ bản sắc của dân tộc Việt Nam. Cũng giống như là mỗi lần mà Phượng diễn, Phượng không chỉ là biểu diễn cái kỹ thuật của cây đàn, mà Phượng tìm cách để cho người ta thấy được cái nét đẹp của người Việt Nam qua cái cây đàn. Cách đây nhiều năm, khi mà Cung Văn hóa Lao động cùng với Câu lạc bộ Tiếng hát quê hương tổ chức một cái chương trình rất là lớn, đó là Liên hoan đàn tranh châu Á lần thứ nhất và lần thứ hai, thì qua cái liên hoan đó, khán giả được hiểu thêm, được gặp gỡ trực tiếp, được nghe trực tiếp cái tiếng đàn tranh của các nước. Tiếng đàn Koto của Nhật Bản thì trầm hùng, tiếng đàn cây cơm của Triều Tiên thì mạnh mẽ, tiếng đàn của Zen của Trung Quốc thì bay bướm với kỹ thuật hai tay rất là nhiều. Trong hệ thống tranh loại đó thì tiếng đàn tranh Việt Nam là trong trẻo nhất. Càng học về đàn tranh thì mình càng thấy là
âm nhạc cổ truyền Việt Nam mình nó sâu sắc, có chiều sâu, nó hay hơn nhiều với những cái quốc gia khác. Và thực sự không có phải là một mình Việt Hải đánh giá như vậy. Nếu mà đi ra nước ngoài có gặp những cái nhà âm nhạc học chẳng hạn, thì họ đều có chung một suy nghĩ. Tại nếu không thì họ không thể nào mà mời giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê làm cố vấn cho hội UNESCO hay là những cái chương trình nhạc là nhạc lớn ở châu Âu. Tại vì âm nhạc Việt Nam mình nó có chiều sâu và nó rất là bác học. Giáo sư Trần Văn Khê khi mà sinh thời ông đã nói bàn tay phải luôn luôn là bàn tay tạo ra âm thanh, nhưng bàn tay trái mới là bàn tay nuôi dưỡng và làm đẹp cho âm thanh. Bởi vì ngôn ngữ của chúng ta có nhiều dấu giọng hơn. Ta về, ta tâm ta, dù trong xuất thân từ một gia đình rất là truyền thống, vì mẹ là nhà giáo ưu tú Thúy Hoang, cô rất là đam mê về cây đàn tranh, và em Hải Phượng trước đây cũng gắn bó với cây đàn tranh này và cũng được cái sự đỡ đầu của bố giáo sư Trần Văn Khê. Sau này tôi biết là con của nghệ sĩ Hải Phượng cũng tham gia cái đàn tranh và cháu cũng đã đạt được nhiều thứ hạng cao trong các cái liên hoan đàn tranh, thì cho đó là một cái điều quý của một gia đình có một cái truyền thống với cái nhạc cụ dân tộc của chúng ta. Năm 1962 là tôi tốt nghiệp của Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ Sài Gòn á, thì mới tôi viết thư qua mà thưa thầy bây giờ em rất muốn phổ biến nhạc dân tộc thì có gì xin thầy hướng dẫn, thì đến khi thầy về nước và từ đó xin thầy là giáo sư đỡ đầu. Hồi đó cái ban nhạc này hay kết hợp với chương trình Những Bông Hoa Nhỏ, và một trong những cái chương trình Những Bông Hoa Nhỏ đó có tên là Tiếng Hát Quê Hương, đài gửi đi dự thi và rất may mắn được giải nhất, coi như huy chương vàng. Thế từ đó khi trở về rồi thì ban nhạc nó lấy luôn cái tên là Tiếng Hát Quê Hương cho tới bây giờ. Thầy Khê và mẹ Phượng, nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoàng á, thường kêu gọi là phải đưa âm nhạc vào học đường cho học sinh. Khi mà lúc nhỏ các em được nghe tiếng nhạc dân tộc, được quen với những câu ru, được quen với những giọng hò, thì đến lúc lớn lên các em sẽ không bao giờ quên, nó nằm trong tiềm thức. Khi cô Thúy Hoàng về đây thì ban giám đốc tạo điều kiện cho câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương phát triển sinh hoạt tại cung văn hóa động, vì cơ sở vật chất thì nó cũng có hạn, nên là cũng đã cố gắng dành cho câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương một cái địa điểm để làm sao để phát huy, để đưa các những người yêu thích bộ môn dân tộc, nhất là cây đàn tranh, thì về đây để sinh hoạt. Khi mà người ta có niềm đam mê, có sự yêu thích thì người ta sẽ quyết tâm để gìn giữ và bảo tồn. Đó là cái chính mà tôi thấy rằng cái việc làm của bên câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương rất là đáng trân trọng. Đàn tranh nó chỉ là một khía cạnh, mà văn hóa chính là một cái lớn lao hơn. Bởi vì văn hóa là tâm hồn của chính dân tộc đó. Một dân tộc muốn sống, muốn được vẻ vang với nhân loại và muốn được độc lập thực sự thì phải biết gìn giữ giá trị bản sắc của dân tộc mình. Ngày xưa giảng dạy bên các nước khác, trong lúc ở ngồi trên bục giảng nghe được nhạc Việt Nam mà luôn luôn thầm nghĩ rằng
biết đâu một ngày nào đó mình mơ ước mình sẽ được có cái cơ hội mà giảng âm nhạc Việt Nam bằng tiếng Việt Nam cho sinh viên Việt Nam và tại đất nước Việt Nam. Có nhiều khi công chuyện thầy đi đây đi đó các nước mà cái mộng ước của thầy muốn tại đất nước làm sao khơi động những phong trào yêu âm nhạc dân tộc. Tôi đã được cái hạnh phúc của cuộc đời, cái ước mơ nó biến thành sự thật. Nhạc khí Việt Nam, âm điệu Việt Nam, lời thơ Việt Nam, nhưng mà biểu diễn theo một cách mới. Đến với lại khắp mọi người. Còn hay đi công tác nhiều, lâu lâu mới có được bữa cơm ba người. Con cũng muốn theo ngành của mẹ để có gì cũng được đi chung với mẹ đi diễn, rồi được mọi người biết đến. Thì con cũng muốn được có nhiều bữa cơm giống vậy, cũng được ăn chung mẹ. Phượng là như một con chim nhá. Nhiều khi bữa nay ngồi thâu cho mình, chứ chiều mình điện cái là em đang ở Nhật, em đang ở Hàn Quốc, em đang ở Ấn Độ. Mình thương cổ ở chỗ là có nhiều cái công việc rất là đáng lẽ người đàn ông phải thay thế. Thì khi mà cái anh bạn đời ảnh bị bệnh, Phượng là lo quán xuyến gia đình, thì trong việc nhà cho tới thậm chí cái bóng đèn Đức cũng biết sao. Nhiều khi hỏi có nhiều câu rất là vô tư. Ví dụ lên anh Mẫn ơi, cái bóng đèn nhà em á mà nó chớp chớp vậy là có phải nó hư không? Hải Phượng có một nghị lực rất lớn. Ít người biết hoàn cảnh riêng của Phượng. Chồng bị bệnh hiểm nghèo kéo dài gần 10 năm một mình nuôi con nhỏ. Hải Phượng chia sẻ cái quỹ thời gian của mình rất là hợp lý. Ví dụ như là những ngày thời gian chăm sóc thì không lên lớp thì ta lại nghiên cứu, tìm ra con đường ra học thạc sĩ rồi tiến sĩ. Thì tôi thấy là một người làm việc như thế thì rất là cật lực. Nhưng chính cái đấy nó sẽ bù đắp được cho cái căng thẳng trong con người của mình chia sẻ ra được hết. Đấy thì cái đấy là cái sự nỗ lực mà vượt khó, tức là vượt qua rất nhiều cái trăn trở trong cuộc sống.
qua nhiều năm chơi nhạc á, thì Phượng cảm thấy rằng là cần phải nghĩ đến âm nhạc dành cho chính mình. Tuổi trẻ thì thích những cái gì sôi nổi, những cái gì có kỹ thuật. Càng lớn tuổi càng có những trải nghiệm và có thể chuyển tải cái tình cảm của mình vô trong bản nhạc. Thì lại thích những cái bài nào mà sâu lắng. Phượng đã sáng tác một CD gồm 5 bài Sen, Xuân, Hạ, Thu, Đông bằng những cái đàn Việt Nam và bằng ngôn ngữ âm nhạc của Việt Nam, cho người ta cảm thấy thư thái, an lành và cảm thấy yêu đất nước Việt Nam qua những cái âm nhạc Việt Nam. Cô không bao giờ dừng lại và cô không bao giờ tự gọi là tự mãn với bản thân là như vậy đủ rồi. Lúc nào cô cũng muốn học hỏi và trau dồi thêm rất là nhiều vấn đề trong một bài tác phẩm mới. Ban đầu mà khi mà tập nó rất là vất vả, nhưng cô là một người không bao giờ ái ngại, và học cô là về cả chuyên môn và lẫn cả tính cách. Bản thân tính năng của đàn tranh là vừa có thể độc tấu mà vừa có thể đệm cho các nhạc cụ khác, để tìm cách mình đệm, mình lót, mình tòng theo kiểu gì đó để cho cái bản nhạc nó dày hơn, mà chỉ cần hai cây nhạc cụ cũng có thể làm sống lên bản nhạc. Hoàn cảnh của Hải Phượng đó thì tôi rất là thương, là bởi vì coi như một mình vừa là người mẹ mà lại vừa phải đảm đương hết cả những cuộc sống nữa. Nhưng mà cũng rất là may là Phượng có một cái tin, cái đức tin. Phượng nói là con nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là cái duyên và cái nghiệp. Và thêm một cái nữa là Phượng có một cái may mắn là đi về ngành âm nhạc, ngồi trên cái đàn thì lúc đó mình quên hết mọi sự. Phượng vươn lên và đã tìm vui ở trong cái nghệ thuật như vậy, vừa rất là yêu thương yêu và cũng rất là hạnh phúc. Khi mà mình ngồi với cây đàn tranh thì mình là cái tiếng đàn, cái cây đàn đó cũng là mình. Nếu mà sắc đẹp vật lý thì nó sẽ phai tàn theo thời gian, nhưng mà sắc đẹp của một người nghệ sĩ trên một cây đàn, khi người nghệ sĩ thả hết hồn của mình trong cây đàn thì bất cứ người nghệ sĩ nào cũng đẹp.